Diễn viên Hồ Minh Tân qua đời ở tuổi 34. Nam diễn viên qua đời ở tuổi 34 vì bạo bệnh. Lễ tang của Hồ Minh Tân diễn ra tại quê nhà Bến Tre vào sáng 29 tháng 8. Trao đổi với Sinh, chị Hồ Ngọc Nhung, chị gái của Hồ Minh Tân, cho biết nam diễn viên qua đời sau thời gian chống chọi với bạo bệnh. Anh mất ở tuổi 34 vào chiều 28 tháng 8 tại Bệnh viện Nhiệt đới, thành phố Hồ Chí Minh. Lễ tang của Hồ Minh Tân diễn ra tại nhà riêng vào sáng 29 tháng 8 tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre, quê nhà của nam diễn viên. Sau đó, thi thể anh được hỏa táng. Chị Hồ Ngọc Nhung cho biết gia đình rất đau buồn trước sự ra đi của Hồ Minh Tân. Em ra đi ở tuổi còn rất trẻ, người thân bạn bè buồn và thương tiếc, hiện gia đình không thể chia sẻ gì thêm, chị Hồ Ngọc Nhung nói thêm. Diễn viên Bùi Công Danh cho biết anh bàng hoàng khi biết tin Hồ Minh Tân qua đời. Trong ký ức của Bùi Công Danh, Minh Tân là người chăm chỉ, chịu khó và thân thiện. Trước đây anh hoạt động chung với Hồ Minh Tân ở sân khấu kịch Hồng Vân. Khi nghe mọi người báo tin Tân mất vì bạo bệnh, tôi thương em ấy lắm. Khi còn hoạt động ở sân khấu kịch Hồng Vân, Tân làm nhiều nghề, vừa diễn viên, vừa trợ lý, đại trưởng, vừa nhắc tuồng. Tân rất chuyên nghiệp, chăm chỉ, không bao giờ nề hà việc gì, từ lớn đến nhỏ. Đặc biệt, Tân rất yêu sân khấu. Bây giờ lục lại những tin nhắn cũ với Tân, tôi buồn và thấy tội nghiệp Tân. Thời gian qua, Tân có khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống nên về Bến Tre, Bùi Công Danh chia sẻ với Sinh. Đạo diễn Báo Quốc Vĩnh cho biết Hồ Minh Tân đam mê nghề diễn và có tính cách hiền lành vui tính. Khi Hồ Minh Tân còn sống, tôi từng hứa với em ấy sẽ mời vai trong một dự án phim. Gần đây anh em thi thoảng vẫn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe. Tân ra đi đột ngột quá, cuộc đời thật vô thường, nam đạo diễn chia sẻ. Diễn viên Hồ Minh Tân sinh năm 1988 tại Bến Tre, anh nhiều năm hoạt động ở sân khấu kịch Hồng Vân. Ngoài ra, nam diễn viên còn tham gia một số dự án phim truyền hình, gần nhất là Mẹ Ghẻ 2020 của đạo diễn Trương Dũng.